các bạn như các bạn thấy ở trên Facebook trong thời gian gần đây thì có rất là nhiều nick Facebook có cái biểu tượng tích xanh thì uh, như các bạn thấy thì uh, những cái biểu tượng tích xanh này nó là những cái uh, xác nhận của Facebook là những cái uh, tài khoản Facebook đó được uh, định danh đại loại như vậy thì uh, hôm nay mình sẽ cùng với các bạn bóc phốt những cái tích xanh đó uh, nói là bóc phốt cho vui thôi nhưng mà chúng ta sẽ cùng uh, tìm hiểu và chúng ta sẽ Uh, tìm hiểu xem là cách để tạo một cái tích xanh này như nào. Thực ra đây là những cái tích xanh fake mà uh, những uh, bạn sử dụng uh, đang có tích xanh này, các bạn ấy thêm uh, dùng phần mềm để thêm những cái tích xanh này vào ngay trực tiếp trên ảnh uh, đại diện avatar. Như các bạn thấy ở đây thì tại sao uh, các bạn thấy được những cái tích xanh này thứ nhất này, đây là một cái tích xanh nó bị uh, lệch như này và phía dưới cũng là một cái tích xanh đó thì cái vị trí của những cái tích xanh này nó không không giống nhau đây đây cũng vậy cái thì bị uh, che và cái thì bị hiện uh, uh, được hiển thị lên như thế này uh, hoặc là những cái tích xanh đây uh, đây cũng là cái tích xanh mà được uh, tích ở trên ảnh đại diện và đây là cái tích xanh cũng được, để tích xanh nhỏ hơn này, còn trên này là tích xanh to hơn. Đó thì đó là một cái cũng rất là hay nếu cho các bạn có thể sử dụng những cái mẹo này để các bạn có thể tạo một cái tích xanh tạo một cái sự khác biệt cho cái trang Facebook của các bạn. Ok, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.